Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lâm Tâm Như chia sẻ món quà của con gái trong ngày của mẹ, cũng như các năm khác, ngày 8 tháng 5 vốn là ngày tôn vinh người mẹ, tình mẹ, người chăm lo gắn kết cho cuộc sống của gia đình. Trong ngày lễ này là dịp để thể hiện sự biết ơn, lòng hiếu thảo đối với ơn nghĩa sinh thành của bậc làm cha, mẹ. Mới đây nàng hạ Tử vi cũng đã chia sẻ khoảnh khắc chiếc bánh nhân ngày của mẹ. Mong mọi người luôn bình an, mạnh khỏe. Đây là phần tượng tuyệt vời nhất, đồng thời cũng chúc bản thân có một ngày thật hạnh phúc. Được biết, món quà mà Lâm Tâm Như chia sẻ, đó chính là sản phẩm được tạo ra do chính cô con gái 5 tuổi của mình. Trong dòng trạng thái đăng tải, cô nàng cũng nhấn mạnh sẽ giữ những món quà mà con gái tặng cho riêng mình. Đã từ lâu rồi tôi mới có cảm giác gửi lại ngày mà tôi đã tặng mẹ khi tôi còn nhỏ. Bà xã Hoa Kiến Hoa nở đủ cười tươi, dù không trang điểm cũng rất trẻ trung và xinh đẹp. Trên tay cô cầm một bó hoa hèn mét màu hồng cùng một chai thủy tinh chết đầy những ngôi sao may mắn mà bé heo nhỏ đã tự tay xếp nó để tặng cô trong dịp lệ ngày của mẹ. Những hành động ý nghĩa của con đã khiến Lâm Tâm Như cảm động, một món quà rất quý giá, mặc dù mới hơn 5 tuổi nhưng đôi bàn tay của bé heo nhỏ rất khéo léo, những món quà tặng mẹ thật sự đẹp, tỉ mỉ và tinh tế. Nhiều người hâm mộ bày tỏ rằng có lẽ ngay lúc này trong mắt của cô nàng Hoàn Châu cách cách ngày nào là một bầu trời đầy những vì sao, những ngôi sao ngập tràn của sự hạnh phúc. Theo như những hình ảnh được đăng tải, vào mỗi năm đúng vào dịp này, cái heo nhỏ coi đó là ngày sinh nhật, vì vậy gia đình sẽ chuẩn bị một chiếc bánh kem. Năm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ, có vẻ như cô bé rất thích bánh ngọt. Sau khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016 và sinh em bé, cặp đôi này luôn bảo vệ sự riêng tư của con gái và hầu như không đăng ảnh chụp chung. Vào tháng 1 năm nay, truyền thông xứ Cảng Thơm cuối cùng cùng chụp được ảnh của Lâm Tâm Như cùng Hoắc Kiến Hoa tổ chức tiệc sinh nhật cho con tròn 5 tuổi. Sau khi có con gái, ông xã Hoắc hầu như không tham gia các bộ phim truyền hình mới mà dành nhiều thời gian cho gia đình và đồng thời hỗ trợ cho sự nghiệp của vợ. Anh được người hâm mộ yêu mến và được coi là người chồng đạm đang, dù có tin đồn rạn nứt, cơm chặn lành, canh chặn ngọt. Thế nhưng vợ chồng cặp đôi khuyên thế Hoàng Phi đã chứng minh bằng hành động rằng tình yêu đích thực sẽ không bao giờ tắt. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.